quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Thái Lan là hai nước đều ở trên lục địa đất liền, kết nối giao thông thuận tiện. Cả hai đều có chính sách thông thoáng trong phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Thương mại và đầu tư Việt Nam-Thái Lan những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Về thương mại, hiện Việt Nam là bạn hàng lớn thứ hai của Thái Lan trong khu vực ASEAN và Thái Lan là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Thái Lan đạt 12,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2015. Về đầu tư, tính đến tháng 4 năm 2017, các nhà đầu tư Thái Lan đã đầu tư vào Việt Nam 457 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 7,8 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 10 trên 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan trong cái thời gian vừa qua là có những cái bước phát triển tốt. Vào cuối năm 2016 vừa qua thì cái kim ngạch của giữa Việt Nam và Thái Lan đã đạt con số là 12,5 tỷ đô la Mỹ và như vậy là tăng 8,9% so với năm 2015. Và lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đưa ra con số là 20 tỷ đô la Mỹ về cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam Thái Lan vào năm 2020. Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC đang đẩy mạnh việc thực hiện các cam kết nhằm hướng tới 4 mục tiêu của AEC, bao gồm hình thành một thị trường và một cơ sở sản xuất thống nhất, hình thành một khu vực kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế cân bằng và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Để thực hiện các cam kết, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2015, Việt Nam đã cắt giảm về 0% với 8.603 dòng thuế. Số còn lại gồm 669 dòng thuế sẽ được giảm xuống 0% vào năm 2018. Về phía Thái Lan, hiện có 9.558 dòng thuế thuộc lộ trình cắt giảm trong biểu cam kết thuế quan tại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, ATIGA, đã được xóa bỏ toàn bộ từ năm 2012. Thêm vào đó, chính phủ hai nước đều đang thực hiện nhiều biện pháp xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa lưu thông. Để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, thì chính phủ hai nước cũng cần phải tăng cường trao đổi thông tin thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm kết nối và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai bên trong xuất khẩu và đầu tư. Cùng với đó, thì bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư giữa hai nước. Đây cũng là cách để doanh nghiệp xâm nhập vào thị trường và tìm kiếm cơ hội thương mại đầu tư tại thị trường của nhau. Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư, mới đây Hội thảo Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Kasikorn Thái Lan đồng tổ chức. Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Ngân hàng Kasikorn Thái Lan. Theo đó, hai bên thống nhất thực hiện các chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan trong hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua nhiều sáng kiến như là hội thảo, đào tạo, hợp tác kinh doanh để hỗ trợ hơn nữa thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan. Điều này cũng góp phần phát triển cộng đồng kinh doanh bằng cách tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của mỗi bên. Tại hội thảo, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản đã khẳng định nhu cầu và tiềm năng nhập khẩu hàng thủy sản Việt Nam của thị trường Thái Lan. Về tình hình xuất nhập khẩu thủy sản giữa Việt Nam và Thái Lan thì theo tôi thì đang là trong thời gian tới thì có là tiềm năng rất là lớn bởi vì có các lý do như là ít các cái rào cản kỹ thuật, không phải chịu thuế nhập khẩu và cái vị trí địa lý, cái khoảng cách địa lý thì cũng khá là thuận lợi. Trong những năm tới, thương mại Việt Nam-Thái Lan sẽ phát triển mạnh, cùng tiến tới thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do chung của ASEAN và những hiệp định chung khác. Chính phủ hai nước cũng đang tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nắm bắt và tận dụng các ưu đãi và tăng cường xuất khẩu. Việt Nam và Thái Lan cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp tục khuyến khích thu hút doanh nghiệp Thái Lan để đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh sang thị trường Thái Lan và từ đó góp phần cân bằng cán cân thương mại, hướng tới mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020.